Lửa đời sau, tác giả Đồng Ánh Liễu. Sao cũng được lửa đời sau bình thản, chẳng còn ưa láo nhiệt ồn ào. Ta xem nhẹ những danh vọng hư hao, đời dư giả hay bần cùng cũng vậy. Miễn lòng ta bình an không sóng dậy, biết cúi mình trầm tĩnh chẳng bon chen. Kệ hơn thua được mất hay sang hèn, giữa tâm trạng của ta dần lắng xuống. Không phải cứ rạch ròi sai hay đúng, và chẳng còn hiếu thắng chuyện trắng đen. Để cho mình mỗi ngày an nhiên, đơn thuần sống như lá cây ngọn cỏ. Khi nào thích lại rong chơi đây đó, ngắm mây trời sông lướt như gấm hoa. Gặp bạn bè tán gẫu chuyện gần xa, cứ tự tại ung dung cùng lăm thang. Buông xuống hết những tâm tư chịu lặng, chẳng tính toán chẳng cố thấu lòng người. Ngờ nghịch chút hờ hững chút thế thôi, có như vậy ta mới không phiền não. Dành yêu thương và tấm lòng thơm thảo cho người thân và bạn hữu quanh mình. Cứ chân tình chọn một kiếp nhân sinh, ngoảnh nhìn lại chẳng bao giờ hối tiếc. Tác giả nhà thơ Đồng Ánh Liễu mời các bạn đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe mình đọc bài thơ của tác giả thơ Đồng Ánh Liễu. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn luôn nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn, nghe hay nhớ nhấn like, nhấn share, ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn ạ.